Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Vinet. Hôm nay bên mình xin giới thiệu bộ sản phẩm ổ khóa thông minh có cảm biến vân tay. Ổ khóa này phù hợp cho các khóa cửa tủ văn phòng, cá nhân, hành lý vani khi đi du lịch hoặc các cửa tủ nhỏ, gọn, nhẹ ở nhà. Bên mình hiện đang có hai phiên bản. Phiên bản trên tay mình đây là phiên bản chỉ mở khóa bằng cảm biến vân tay. Phiên bản thứ hai là ổ mở khóa bằng cảm biến vân tay từ và qua Bluetooth, qua app Tioa hoặc qua app Smartline. Đầu tiên mình sẽ đi vào cài đặt ổ khóa bằng cảm biến vân tay từ trước. Vỏ hộp của sản phẩm giống như một ổ khóa thông thường khi các bạn mua ở ngoài chợ, khác là có thêm cảm biến vân tay để mở khóa và không có chỗ cắm chìa khóa, cũng như có khóa để mở ổ khóa này. Mình sẽ mở hộp để xem bên linh kiện bên trong có những gì. Bên trong sản phẩm gồm có ổ khóa, chân cáp sạc micro và sách hướng dẫn sử dụng. Sách hướng dẫn sử dụng thì nó có viết bằng tiếng Anh và tiếng Trung, các bạn có thể tham khảo qua sách hướng dẫn để cài đặt. Còn trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết cách cài đặt. Ở trên sách hướng dẫn sử dụng nó cũng có thêm một vài thông tin của sản phẩm. Ví dụ như là lưu được tối đa đến 10 dấu vân tay, chân sạc là micro USB, pin có thể sử dụng đến 6 tháng các bạn mới phải sạc lại. Kích thước của sản phẩm, chống nước thì ở IP54, chống nước ở mức độ rất là nhẹ các bạn nhé. Đây còn về phía sản phẩm thì mình sẽ hướng dẫn các bạn, đây ở phía bên dưới nó có chân sạc micro để các bạn có thể sạc pin khi pin nó bị hết nhá. Chân sạc micro USB 5V này thì các bạn có thể cắm ở bất cứ đâu nhá. Khi nào mà cái đèn led đỏ trên ổ khóa nó báo đỏ thì mới cần phải sạc pin. Tiếp đến mình sẽ đi vào hướng dẫn các bạn thêm dấu vân tay. Khi các bạn mua ổ khóa về, mặc định của nhà sản xuất là chưa cài đặt gì, các bạn có thể mở bằng bất cứ dấu vân tay nào. Nó cũng sẽ mở khóa ổ khóa này. Thì các bạn cần phải cài đặt vân tay của mình làm vân tay chính để khóa, để thêm dấu vân tay khác, hoặc là reset về mặc định ban đầu của nhà sản xuất. Mình sẽ lấy ngón tay cái của mình làm ngón tay chính. Thì các bạn cần chạm ngón tay cái vào phần mở khóa khoảng 5 giây để thiết bị sẽ cài đặt ngón tay của bạn làm ngón tay chính. Để khoảng 5 giây, khi nào đèn nét xanh nó hiển thị nha các bạn. Như này là hiển thị thì các bạn sẽ đặt thêm ngón tay của mình khoảng 10 lần vào để nó lưu dấu vân tay của mình làm ngón tay chính nhé. Hoặc khi nào đến lúc là đèn nét xanh nó báo lên thì là mình đã cài đặt xong rồi nhá. Thì mình sẽ test luôn ngón tay của mình mở. Thì là sẽ mở, chỉ có ngón tay cái sẽ mở được ổ khóa này nhá. Đây, mình đã mở rồi. Tiếp đến là mình thử ngón tay khác nhá. Thì nó sẽ đèn nét đỏ nó báo lên, nó sẽ không hiển thị nữa nhá. Nó sẽ không mở khóa nữa nhá. Mình sẽ để ngón khác cũng vậy. Tiếp đến mình sẽ thêm một dấu vân tay khác để làm ngón thứ hai để mở được ổ khóa này nhá. Thì các bạn cần lấy ngón tay chính để trên ổ khóa khoảng 8 giây. Đến khi nào đèn nét xanh nó hiển thị lên các bạn nhé. Thì tiếp đến các bạn sẽ để ngón tay trỏ của mình vào. Đến khi nào mà đèn nét nó đổi màu khác thì là thiết bị đã cài đặt được thêm ngón tay khác của các bạn nhé. Đấy, khi nào đèn nét xanh này nó hiển thị lên thì là dấu vân tay thứ hai của mình đã được cài đặt xong nhé. Đây mình sẽ test luôn. Đấy, nó mở luôn rồi nhá. Mình sẽ tiếp tục làm ngón tay thứ ba nhá. Mình cũng để ngón tay chính khoảng 8 giây để đèn nét xanh dương nó hiển thị lên nhá. Rồi, tiếp tục các bạn, mình sẽ làm ngón tay giữa nhá. Mình để đến khi nào đèn nét xanh nó hiển thị lên nhá. Đèn nét xanh lá ấy ạ. Đấy, đèn nét xanh lá nó hiển thị lên rồi nhá. Mình sẽ test luôn. Đấy, nó hiển thị rồi, nó mở luôn các bạn nhá. Thì là vừa nãy mình cũng đặt. Đấy, nó mở luôn các bạn. Đấy, nó mở luôn các bạn nhá. Thì các ngón khác các bạn sẽ làm tương tự nhá. Còn reset về mặc định ban đầu của nhà sản xuất nhá. Thì mình cũng hướng dẫn luôn. Các bạn cũng mở khóa ổ sản phẩm, các bạn nhấn giữ vào phần cảm biến khoảng 12 giây nhá. Thiết bị sẽ mở khóa. Mình sẽ test lại các cái dấu vân tay khác cho các bạn xem nó có mở không nhá. Rồi tiếp tục mình sẽ reset nó về mặc định của nhà sản xuất này. Các bạn nhấn giữ vào phần cảm biến khoảng 12 giây nhá. Khi nào đèn nét xanh dương nó hiển thị lên này. Tiếp tục nó sẽ hiển thị đèn nét khác nhá. Đấy, đèn nét sáng hơn rồi nha các bạn nhá. Sau đó sẽ chuyển sang màu đỏ này. Rồi các bạn nhả ngón tay ra thì nó reset về mặc định ban đầu của nhà sản xuất nhá. Đây mình sẽ mở này.
các ngón tay khác luôn nhá. Này, mình ngón tay tay này mình chưa mở nhá. Rồi tiếp tục mình ngón tay này cũng chưa mở này. À chưa ép vào bạn sẽ mở được nhá. Đấy, như vậy nó đã reset về mặc định của nhà sản xuất rồi các bạn nhá. Tiếp đến mình sẽ đi vào hướng dẫn các bạn ổ khóa tiếp theo. Vỏ hộp thì nó cũng giống nhau, không khác nhau gì ở điểm nào cả, chỉ khác nhau ở phía mặt đằng sau này có thêm phần app là TUA hoặc là các app Smart Night. Mình sẽ đi vào bên trong của sản phẩm nhá. Toàn bộ linh kiện của hai sản phẩm này thì nó cũng giống nhau nhá, không khác nhau gì, cũng có chân dây sạc micro USB 5V này, ổ khóa này và sách hướng dẫn sử dụng này. Sách hướng dẫn sử dụng thì nó cũng giống nhau các bạn nhá, khác là có thêm phần app này, các bạn có thể quét QR code để download app về, hoặc là trên app trên điện thoại iOS hay là Android thì các bạn có thể tìm ứng dụng tên là Smart Night hoặc TUA để download và cài đặt hướng dẫn sử dụng chiếc ổ khóa này nhá. Còn ổ khóa khi mới đầu mua về ấy, nó cũng mặc định của nhà sản xuất là các bạn có thể mở khóa bằng bất kỳ dấu vân tay nào nhá. Này, mình cũng mở khóa đây, bằng bất kỳ dấu vân tay nào có thể mở được khóa. Còn nếu muốn cài đặt để mở khóa bằng vân tay của mình mà người khác không mở được thì cần phải qua điện thoại nhé. Đầu tiên thì các bạn cần vào trên điện thoại di động này, sau đó các bạn vào phần app trên điện thoại di động này, các bạn tìm cho mình là app Smart Night hoặc TUA đây nhé. Mình đã đao sẵn ở trên điện thoại di động rồi nhé. Đây là app Smart Night hoặc TUA nhé, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng app Smart Night nhé. Trên app Smart Night hay TUA thì các bạn cần đăng ký để có tài khoản mới đăng nhập được vào nhé. Thì các bạn đăng ký, ấn đăng ký thì các bạn chọn Việt Nam này, xong các bạn chọn email này, các bạn điền email của mình và đăng ký và bấm tôi đồng ý, sau đó lấy mã xác nhận ở trên mail về thì là nó sẽ active luôn các bạn, các bạn sẽ được sử dụng sản phẩm luôn nhé. Như vừa ở mình ở đây mình đang hướng dẫn qua các bạn đăng ký, còn hiện tại thì mình đã có tài khoản sẵn rồi nhé, thì mình sẽ đăng nhập vào tài khoản luôn nhé. Rồi bấm tôi đồng ý và đăng nhập là được nhé. Thì muốn thêm sản phẩm vào nhé thì các bạn cần chọn dấu cộng này để add device này, cần bật Bluetooth trên thiết bị này, bật Bluetooth trên thiết bị sẽ tự do tìm đến phần ổ khóa của cái ổ khóa cảm biến vân tay đấy nhá. Các bạn vui lòng đợi chút để nó tự tìm đến thiết bị này. Thì mình trên hiện tại thì mình chưa mở ổ khóa ấy, thì nó sẽ không tìm thấy. Các bạn cần mở ổ khóa này, có thể điền dấu vân tay bất kỳ để mở ổ khóa ra, sau đó thiết bị nó sẽ hiển thị lên này, sau đó các bạn bấm vào S này. Các bạn vui lòng đợi một chút để thiết bị nó tự ghép đôi nhá. Rồi nó đã ghép đôi sản phẩm rồi nhá. Các bạn có thể đổi tên sản phẩm nhá, ví dụ trên trong nhà mình có từ hai thiết bị trở lên thì các bạn có thể đổi tên nhá. Rồi đây thiết bị mình có thể đổi tên là khách đi chẳng hạn, hay là mình nói viết là ổ văn phòng, tủ văn phòng này, để phân biệt để mình quản lý cho dễ nhá. Rồi hoàn tất, tiếp đến là mình sẽ đi vào hướng dẫn chi tiết bên trong nhá. Bên trong của cái app này thì nó có thể mở khóa thẳng ở trên thiết bị nhá. Mình sẽ khóa trên khóa, sau đó mình sẽ mở trên điện thoại di động cho các bạn xem nhá. Rồi ok, đây các bạn chỉ cần nhấn nút khóa, cái hình chìa khóa rồi quét sang phần khóa nó sẽ tự mở khóa nhé. Rồi ở trên app thì nó có các thông tin này, ví dụ như là pin này, 97% này, cái hình khóa này. Tiếp đến là cái phần thông báo này, nó sẽ mở khóa, khi các bạn mở khóa bất kỳ lúc nào nó sẽ thông báo ngay lập tức về điện thoại của bạn nhé. Đây, nó có các thông báo này. Đấy. Tiếp đến là phần quản lý vân tay nhé. Thì mình sẽ thêm này. Đây là phần thêm vân tay và ổ khóa nhé. Các bạn cần vào phần member này, sau đó các bạn vào phần mi này, admin này, sau đó chọn fingerprint này, chọn S này. Rồi tiếp đến mình sẽ bấm S này. Rồi ok, thiết bị sẽ yêu cầu các bạn là nhập vân tay ở trên thiết bị khoảng 8 lần nhá thì nó mới nhận nhá. Đây mình sẽ để cho các bạn xem này, mình sẽ để ngón tay cái của mình này làm ngón tay chính này, khoảng 8 lần nhá. Đấy ok, tiếp tục mình sẽ để ngón tay là ngón tay chính nhá, hoặc là ngón tay cái nhá, để tên cho nó dễ nhớ thôi ạ. Rồi tiếp tục nó bấm ok ạ. Rồi ngón thứ hai cũng vậy nhá, mình cũng sẽ add này. Rồi mình cũng thêm này, để ngón tay lên trên phần cảm biến này, nó sẽ tự nhận nhá, 8 lần nhá, khi nào thiết bị nó nhận full thì thôi. Rồi ok, đây là ngón tay trỏ của mình nhá.
Ok. Rồi, giờ tiếp tục mình sẽ đi vào mở thử ở trên thiết bị nhá. Xem nó đã mở chưa nhá. Rồi nè. Đấy, mở nhá. Mình sẽ để ngón tay trỏ này. Tiếp đến mình sẽ để ngón tay cái này. Rồi, ok nhá. Tiếp đến mình sẽ để ngón tay mà mình chưa cài đặt vân tay là ngón tay giữa của mình xem nó có mở không nhá. Ok, nó không mở các bạn nhá. Như vậy là các bạn cần phải thêm dấu vân tay ở trên app thì nó mới mở được nhá. Thì các dấu vân tay còn lại thì các bạn cũng làm tương tự nhá. Các bạn chỉ cần add này, rồi thêm dấu vân tay của mình vào nhá. Tiếp tục này, các bạn cũng thể add thêm dấu vân tay của mình bất kỳ vào nhá. Ở trên ổ khóa này thì các bạn có thể thêm đến 20 dấu vân tay nhá. Hơn ở cái ổ khóa kia đến 10 dấu vân tay nhá. Rồi các bạn tiếp tục là mình sẽ hướng dẫn các bạn các phần tiếp theo nhé. Cái phần Smart Sensor này thì nó không có gì nhé, để chia sẻ thôi. Setting này cũng vậy ạ, cũng không có gì nhé. Tiếp đến là phần reset của sản phẩm nhé. Về mặc định ban đầu của nhà sản xuất thì các bạn vào dấu khi đổi cái dấu hình bút chì đấy, hoặc là đổi tên đấy thì các bạn chọn vào đấy nhé. Thì nó có các cái phần ví dụ như là phần từ trên xuống dưới này, gỡ bỏ thiết bị này. Thì mình sẽ gỡ bỏ thiết bị để cho nó mặc định về nhà sản xuất, nó sẽ xóa hết các dấu vân tay ở trên điện thoại di động nhé. Mình sẽ gỡ bỏ, một là nó có lựa chọn là ngắt kết nối này từ điện thoại đến ổ khóa này, hai là hủy liên kết và xóa dữ liệu này. Mình sẽ hủy liên kết và xóa dữ liệu để nó về trở về mặc định của nhà sản xuất nhé. Rồi sau đó bấm xác nhận này. Như vậy là trên thiết bị của mình đã không còn thiết bị nào nữa rồi nha các bạn. Lúc này mình sẽ mở ngón tay trên ổ khóa bất kỳ ngón tay nào nhé. Đây, mình sẽ test cho các bạn xem. Đấy, ngón tay của mình đã mở rồi nhá, cũng bất kỳ ngón tay nào đều mở được nhá. Rồi đấy, mình đã test rồi nhá. Tất bất kỳ ngón tay nào đều cũng có thể mở được, nó đã mặc định về nhà của nhà sản xuất rồi nhá. Ok, như vậy mình đã giới thiệu xong bộ ổ khóa thông minh có cảm biến vân tay từ phù hợp cho các loại khóa tủ văn phòng, hành lý vani khi đi du lịch, hoặc các loại khóa tủ nhỏ ở nhà. Các bạn nào quan tâm đến sản phẩm mình sẽ đặt link ở dưới phần mô tả. Hoặc có thắc mắc gì các bạn cứ để lại một comment, bên mình sẽ phản hồi một cách nhanh nhất. Đừng quên ấn like, share, subscribe kênh Vinet Store. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tới.